Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua thì mình thật là may mắn khi mà sở hữu được cái cây đinh ba đầu tiên rồi. Nhưng mà hiện tại thì cây đinh ba này nó đã hư rất là nhiều. Thế nên là mình quyết định sẽ ép cho nó cái dòng sửa chữa, cũng như là thêm một vài cái dòng tốt để có thể sử dụng nó được lâu dài hơn. À mà khoan, tạm thời thì mình bỏ cái dòng chậm hỏng một của nó ra luôn đi. Để xíu mình đi cường hóa thử coi nó ra những cái dòng gì, biết đâu nó có những dòng tốt hơn thì sao. Rồi, đầu tiên là mình sẽ vô trong cái ngôi nhà người sắt để mình lấy sách sửa chữa chứ. Bữa trước thì mình mua rất là nhiều sách sửa chữa trong cái dịp mà cái dân làng giảm giá cực mạnh cho mình, nên là bây giờ sách sửa chữa mình không có thiếu. Đây, có luôn nè. Ở đây còn có dòng sóng dữ cấp độ 3 nữa. Ui, cái dòng sóng dữ này hơi bị hay khi mà ép vô đinh ba nhá. Được, rồi còn quyển nào hay nữa không? Ép vô cái... chớp điện nữa nè. Tính ra mình nhiều sách ép vô đinh ba cực kỳ luôn. Chậm móng ba mình chưa có luôn. Rồi, còn gì nữa không? Xiên vào da thịt nữa nè. Quá đã. Rồi, vậy là dường như là mình đã có thể ép vô cái cây đinh ba này full luôn rồi đó. Đầu tiên là sửa chữa. Rồi, tiếp theo là sóng dữ nè. Kế đến là chớp. Ép sóng dữ là không được ép chớp điện rồi. Wow, căng đi ta. Ok, tạm thời thì mình sẽ xài dòng sóng dữ trước đi. Rồi, ở đây có chậm hỏng nè. Và cuối cùng là xiên vào da thịt. Rồi, và bây giờ thì đinh ba của mình cũng trở thành đinh ba Pro Max rồi. Và mình sẽ test thử cái dòng sóng dữ luôn. Cái dòng này thì khá là hay đấy. Đầu tiên là mình cần phải đi tìm nước trước cái đã. Khi mà ở dưới nước, mình có thể dùng cái đinh ba này để mình... Đó. Kiểu như là mình lao về phía trước và xoay mòng mòng luôn. Bay lên trời. Đó, mình còn có thể kết hợp với cái cánh cứng để có thể bay lượn luôn nha. Quá là tuyệt vời ấy chứ. Nhưng mà hình như mình còn thiếu một cái dòng rất là quan trọng khi mà sử dụng cây đinh ba thì phải. Đó chính là cái dòng lòng trung thành. Để khi mà mình phóng thì cái cây đinh ba còn quay về nữa. Cái cuốn sách đó mình để đâu ta? Ủa sao mình kiếm ở trong cái nhà kho mình không thấy nha. Ủa lạ vậy. Hay là mình để bên cái chỗ cường hóa ở thế giới kết thúc rồi. Hy vọng là mình nhớ đúng. Tại vì không có dòng lòng trung thành đó mà mình lỡ mình phóng tầm bậy mà tìm không được á, là mất cây đinh ba là ổn lắm. Lòng trung thành. Đây rồi, nó đây. Có lòng trung thành liền. Ý, không ép được lòng trung thành luôn. Ôi thôi xong rồi. Như vậy thì khi mà ép dòng sóng dữ vô là mình hơi bị giới hạn về cái khả năng phóng từ xa rồi. Oh gosh. Căng rồi nha. Không được rồi, mình phải cẩn thận khi mà dùng cây đinh ba này mới được. Thôi lỡ rồi, xài tạm cái cây đinh ba này đi. Xài trong thấp thỏm lo âu, tạm. Rồi, và đồng thời mình cũng đã sửa xong nó bằng cái lượng kinh nghiệm vừa farm rồi. Bây giờ thì đi về và bắt đầu công việc trong ngày hôm nay thôi. Mặc dù là cầm cái cây đinh ba sóng dữ bay lượn trên trời thì thích thiệt đó. Nhưng mà phóng nó đi tầm bậy là đi tìm hơi mệt ấy nha. Rồi, và mình đang muốn tìm vài con zombie để mình test sức mạnh của cái cây đinh ba này, nhưng mà có vẻ hơi khó rồi. Tìm nãy giờ mình không thấy con zombie nào hết. Ở đây nó có cái thuyền bể nè, sẵn tiện vô luôn. Ủa, cái thuyền này lật úp hay sao vậy ta? Rương. Mới thấy có kim cương mà trong cái thuyền bể đấy. Không ra loot toàn mình loot được ngọc lục bảo thôi, ít khi mà loot được kim cương lắm. Bên này thì chỉ có một vài thứ linh tinh. Và cái rương cuối cùng sẽ cho mình một cái bản đồ kho báu trong vùi. Cái bản đồ lần này là sẽ đi về xéo hướng bên đây. Ok, chưa để mình xài cái đinh ba mình bay lên trời cái đã. lâu bay hụt à, bay lại, bay lên. Đấy, bay hơi bị cao luôn, chỉ cần có nước là bay được hả. Rồi, và sắp tới rồi nè, rẽ trái. Kho báu này nằm sâu trong đất liền vậy.
Hình như nó nằm tít bên kia luôn thì phải. Để mình coi coi có đúng hay không nha. Ồ chính xác rồi. Nó tít bên này lắm. Rồi. Ui. Trời, nguyên đàn sói dậy xéo những con cù. Trời. Vô tình có thịt cù free luôn. Đã vậy ta. Giờ thì lại kho báu nào. Mình sắp tới rồi nè. Mình sẽ dò tìm kho báu thêm một lần nữa. Kho báu. Yeah. Qua đây. Tới đây. Ở đây đây. Kho báu tới rồi. Lượm. Để xem kho báu lần này có giàu hay không. Hi. Kho báu chỉ có đúng một viên kim cương và một ít cái đồ lặt vặt khác thôi. Ui. Hình như. Oh gosh. Bây giờ mình còn không thể phóng cái đinh ba được cơ. Cái dòng sóng dữ này nó hơi bị hạn chế về khả năng tấn công luôn. Oh no. Bây giờ mình muốn phóng thì mình phải xuống nước mình mới phóng được. Ây da. Trời đất ơi. Oh man. Chết rồi. Hình như mình cường hóa kiểu này hơi toan rồi. Chắc phải đi kiếm thêm một cây đinh ba nữa mới được. Chứ cây đinh ba này là mình thấy không ổn áp rồi đó. Cái này thì rất là tiện lợi trong việc đi khám phá biển thôi. Kiểu như mình di chuyển nó đỡ tốn pháo hoa. Còn muốn tấn công thì chắc mình phải cường hóa lại rồi. What the heck. Cái dân làng ngủ ảo ma vậy. Ngủ kiểu gì vậy. Trời đất ơi. Ngủ kiểu lạ nha. Khoan. Wait a minute. Ở sao mình không nằm ké được cái giường này ta? Thôi, nằm cạnh không được. Không ổn rồi. Vì làm nãy giờ lọ mọ ngồi cường hóa cho đã. Rốt cuộc cường hóa xong thì nó không phù hợp với phong cách chiến đấu của mình rồi. Phải cường hóa lại thôi. Mặc dù nó hơi tốn kém thiệt nhưng mà bắt buộc thôi chứ biết sao giờ. Mình cần phải loại bỏ những cái dòng cường hóa hiện tại. Rồi sau đó cường hóa lại thêm một lần. Mình sẽ cho nó những dòng như là lòng trung thành. Cái này là cần thiết nhất nè. Rồi thêm dòng chớp điện luôn đi. Để nhỡ mà có mưa, có sấm sét các thứ thì mình có thể dùng được cái dòng chớp điện nó tốt hơn. Và cuối cùng là sửa chữa thôi. Hơi thiếu dòng trầm hỏng nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Rồi. Bây giờ thì mình đã có thể phóng được cây đinh ba rồi nè. Nó ít ra phải vậy chứ. Chứ hồi nãy là xuống nước mới phóng được. Nó hơi tù một xíu. Rồi, công việc cường hóa đinh ba đã xong. Bây giờ thì mình sẽ lên trên để mình chuẩn bị đồ ngay. Để làm thêm một vài cái mẻ thuốc để phục vụ cho công việc. Mình cần xuống địa ngục hôm nay khá là lâu để có thể đi cày những cái quặng mảnh vỡ cổ đại. Hôm nay mục tiêu của mình là sở hữu full một cái set đồ bằng netherite. Mặc cho nó mạnh với lại cho nó ách xà lách nữa. Chứ mình mặc giáp kim cương là hơi bị lâu rồi đó. Và thuốc kháng lửa thì nó sẽ cần những cái kem nhung nham. Sau đó là mốt thật nhiều những cái chai nước. Rồi cho vô vàng pha thuốc. Rồi sau đó thì cho một cái kem nhung nham vào. Để nó tạo thành thuốc kháng lửa. Và để tăng thời gian cho nó thì mình sẽ thêm một ít cái bột redstone. Để lên được thuốc kháng lửa. Có thời gian là 8 phút lận. Đó, cái này là hơi bị đã luôn. Rồi, và hiện tại thì mình đã làm xong được khá là nhiều mẻ thuốc kháng lửa rồi. Mình sẽ đem cỡ phân nửa, cỡ 6 lọ mang theo cái chuyến đi này. Hy vọng là mình sẽ gặp nhiều may mắn trên cái đường đi tìm mảnh vỡ cổ đại. Giờ thì lên đường thôi. Ôi trời mưa nữa ba. Mà thôi, chắc không sao đâu. Không biết là mình có nên quay trở lại cái đường đào netherite lần trước không nhờ. Lần trước mình đào đúng hơn luôn á. Đào một tí thôi là đã được một cây cúp rồi nè. Mình nghĩ là nên á. Thử lại một lần nữa xem. Biết đâu bất ngờ. Lỡ hơn nữa thì sao. Nhưng mà khoan, đợi mình xíu. Người bắn ai? Con quỷ lửa láo tét. Người cà khịa nhầm người rồi đó. Bữa nay ta thành giang hồ biển rồi đấy. Lọc giang hồ biển nha. Cầm đinh ba đừng có nhờn nha cưng. Mình sẽ bắt đầu đào từ hướng bên này đi. Cách ra 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Mình nghĩ cách khoảng cách này là khoảng cách may mắn đó. Bây giờ thì bắt đầu cái công cuộc săn lùng mảnh vỡ cổ đại thôi. Đó, bây giờ công dụng của thuốc kháng lửa là vậy đấy. Mình gặp nhung nham mình không còn ngán nữa. Mình cứ băng về phía trước thôi. Cỡ nào cũng chơi hết.
Ui nhưng mà bây giờ hình như là nguyên cái hình như là nguyên cái hồ nhung nham hay sao vậy? Thôi bỏ qua cái gì, cái nào khó quá thì cho qua. Nhung nham cơ mà. Không thấy, có thấy đường đâu mà đào. Oh, beautiful. Chỗ mảnh vỡ câu đại đầu tiên nè. Ai cha cha, bữa nay có vẻ hên này. Rồi, và chỗ đầu tiên cho mình hai mảnh vỡ câu đại. Được luôn. Bỏ túi liền. Có mảnh vỡ câu đại thứ ba không? À, có vẻ không rồi. Cái khởi đầu như vậy là khá là thuận lợi rồi đó. Tiếp tục phát huy nào. Nữa hả? Lại thêm cái hồ lava. Hồ hay là cái sông lava gì đó ở dưới địa ngục nè. Sao nhiều vậy ta? Hình như mấy cái hồ đó nó tính cản bước mình hay sao á. Ồ, chỗ thứ hai trong ngày. Ồ, lại hai à. Ồ, lần này là ba luôn. Giàu to. Rồi, vậy là một khởi đầu thôi mà chúng ta đã có được 5 quặng mảnh vỡ cổ đại rồi. Quá tuyệt vời. Tiếp tục nào, có vẻ cái đường cũ của mình nó vẫn còn may mắn này. Lọ thuốc đầu tiên thì mình chỉ tìm được có 5 cái mảnh vỡ cổ đại thôi. Nhưng mà không sao, mình còn thêm 2 lọ thuốc mà. Thoải mái thôi, tiếp tục. Lọ thuốc thứ hai, hy vọng là hết thời gian hiệu lực này mình sẽ tìm ít nhất là 5 quặng nha. Đến đường. Trời ơi, mới uống thuốc xong là gặp nguyên cái gì đây? Là nguyên cái hồ lava nữa hả? Mình băng qua luôn á. Mỗi khi mình gặp cái này mình hơi ngán chứ. Bây giờ mình có thuốc kháng lửa mình không ngán đâu. Đi tới luôn. Nó không thể cản bước được lọc Zutaki đâu. Rồi, đi. Ui, nó tính cản bước thiệt hả ta? Cay vậy? Ồ, biết ngay mà, cản bước kiểu gì trước mặt cũng có tiềm năng. Và rồi, sau khi vượt qua cái chỗ dung nham thì mình đã có được thêm 3 cái mảnh vỡ cổ đại nữa. Gì gì, 8 mảnh vỡ cổ đại rồi. 8 vậy là mình đã có được 2 phôi rồi đó, nửa bộ giáp rồi. Ồ, nữa nè. Ồ, hợp lý ta. Ở đây, à ở đây có 1 thôi. Ok, cũng được. Nhiều khi hôm nay là mình được hẳn nguyên một bộ giáp rồi. Hên là có khi còn được thêm một cây kiếm nữa đấy. Cố lên. Mình tin là nhân phẩm hôm nay của mình sẽ giúp mình làm điều đó. Tiếp theo. Lần này 3 trắng. Ồ, lần này chỉ có 2 thôi. Nhưng mà cũng được rồi. Vậy là mình sẽ có tổng cộng là 11 cái quặng mảnh vỡ cổ đại rồi. Mà thiệt luôn á, tới cái dùng đá ba gian này cái mình hơi nản rồi đó nha. Kiểu nó đào không được nhanh giống như hồi nãy rồi. Nãy đào đúng nhanh luôn, bây giờ đào hơi chậm nè. Có nên quay xe trở lại cái chỗ Netherrack kia đào cho nó nhanh không nhờ? Đủ rồi. Mình nghĩ là mình nên đổi hướng rồi đó. Cái hướng này nó ngay cái chỗ đá ba gian này nó khá là cứng luôn. Đào lâu muốn xỉu. Ôi, tính ra mình đổi hướng là quyết định đúng đắn luôn. Vừa đổi hướng là lần này mình gặp được. Ui, 2 mạch à. Phải không vậy? À không, có vẻ là nó chung á. Ồ, mình tự. Tại vì mình thấy nó hơi lạ, thường thì quặng mảnh vỡ cổ đại nó sẽ sát nhau đúng không? Mà sao hai cái này nó lại rời ra ta? Rồi, và tổng cộng mình đã có được 14 cái mảnh vỡ cổ đại rồi. Còn 2 mảnh vỡ cổ đại nữa thôi là mình đủ để làm được một bộ giáp Netherite rồi đó. Sắp rồi, mục tiêu của mình đề ra trong ngày hôm nay sắp thực hiện được rồi. Nhưng mà né cái gì thì cũng gặp nó là sao ta? Mình đã ráng né rồi mà vẫn gặp này. Thôi, quay xe luôn. Mình sẽ đào ngược về cái chỗ xuất phát của mình. Chứ gặp cái chỗ đá ba gian đó đào mất thời gian lắm. À quên, uống nốt cái lọ thuốc cuối cùng cái đã. Lọ thuốc kháng lửa. Mình cảm giác uống thuốc kháng lửa vô nó hên hơn hay sao ta? Kiểu tự tin hơn ấy, đi không có sợ cái đào. Cũng dễ gặp Netherite hơn nữa. Chắc vậy á. Ôi trời ơi, hú hồn, tưởng đâu Netherite chứ. Ê,
Ê ơi, lần này là mấy đây? Ôi, lần này có một... À không, hai. Yes, như vậy thì mình đã hoàn thành được cái mục tiêu là farm đủ số netherite để có thể làm được một bộ giáp netherite rồi. Quá đã luôn. Bây giờ trên đường về thì chắc mình sẽ tranh thủ kiếm thêm đi. Biết đâu mình đang hên nè, mình có thêm được vài cái mảnh vỡ cổ đại mang về, rồi làm luôn được cả cây kiếm netherite thì sao? Ờ, mình cũng muốn có một cây kiếm netherite để đánh cho nó tốt nữa. Cái gì? Ôi, rồi giờ sao lấy cái mảnh vỡ cổ đại này ta? Ê khoan, mình phát hiện ở đây nó có một cái mảnh vỡ cổ đại nhưng mà nó nằm trong cái sông nhung nham luôn rồi. Oh man, cái này căng nha. Giờ trước tiên là mình phải dọn hết nhung nham trong đây trước đó. Rồi, ok. Như vậy thì nó chỉ có một mảnh vỡ cổ đại thôi. Ok, nhưng mà cũng khá là tốt rồi. Nữa nè. Lần này uống về xong mình hai được, tưởng đâu một chứ. Tưởng đâu một là hơi buồn á. Rồi, giờ là mình đã có được 19 mảnh vỡ cổ đại, gắn thêm một cái nữa thôi là mình sẽ có được một cái cây kiếm netherite đấy. Ây da, ôi, hết hiệu lực, của thuốc. U là trời. Ôi, vừa kịp lúc luôn, mình trở lại cái đường đào luôn nè. Hên thiệt chứ. Nhưng mà cũng có một cái xui là trên cái đường về mình không tìm thêm bất kỳ cái mảnh vỡ cổ đại nào rồi. Như vậy thì chiến này mình chỉ có được 19 cái mảnh vỡ cổ đại trong một lần đào. Nhưng mà cũng ít ra thì cũng đã hoàn thành được cái mục tiêu mình đề ra rồi. Nên là bây giờ mình sẽ về nhà luôn thôi. Đầu tiên là mình sẽ nung mảnh vỡ cổ đại ra trước. Mình có 19 nên mình sẽ chia ra nhiều lọ đi, nung cho nó nhanh. Đây, mỗi cái nung 3-4 mảnh vỡ là được rồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ vô trong nhà mình kiểm tra lần trước mình còn dư mảnh vỡ cổ đại không ta? Mình còn dư ít vụn nè. Ý, vậy thì hợp lý luôn rồi. Như vậy thì mình vừa đủ để làm thêm được một cái kiếm netherite luôn. Quá xá đã. Rồi, trong lúc chờ đợi thì làm thêm một ít phôi vàng coi. Đây, làm nhiều một xíu. Được 11 phôi. Cũng không nhiều lắm. Đây, trong đây còn vàng nữa nè. Lấy ra đây xíu còn làm netherite đồ chứ. Đây, lấy ra nào. Quá là đã luôn. Rồi, nó đã nấu xong hết rồi. Giờ thì mình sẽ làm được tổng cộng là 5 phôi netherite. Tuyệt vời. Và công đoạn cuối cùng là cường hóa nó vào cái set giáp của mình thôi. Mà ở đây không có cái bàn rèn rồi. Thôi thì mình chế tạo đi. Làm sẵn ở cái khu vực này một cái bàn rèn. Đây, có bàn rèn. Và cuối cùng là chế tạo nào. Đặt bàn rèn tiếp trên này đi. Rồi, kiếm netherite trước luôn nha. Kiếm mình đã lên được 11 sức tấn công rồi. Quá đã. Tiếp theo là bộ giáp kim cương của mình. Đây, mình sẽ cho nón trước. Nón netherite nhá. Tiếp theo là áo netherite. Rồi tới quần netherite. Và cuối cùng là đôi ủng. Xong rồi. Mình đã mở được thêm một cái thành tựu, đó chính là che chắn tôi bằng mảnh vỡ. Thành tựu này. Đây, quá đã luôn. Rồi giờ thì mặc vào thôi. Nhìn là sang xịn mịn hơn liền. Bây giờ mà gặp Hoa Đành là chắc solo 1-1 với Hoa Đành luôn ấy chứ. Hơi bị chiến rồi đấy. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Ok, té cái coi. Ui giời ơi, té gì mà còn không si nhê ấy mà. À, mặt giáp vàng à. 1 căn 4 luôn này, bước vô đây. Thích thì báo vô đây mà nút. Ui giời ơi. Tưởng thế nào. Vô đây. 1 căn 4 luôn. 1 căn 4 luôn. Bước vô đây. Lấy đinh ba mình chọt từng tên, mỗi tên một cái mới được. Này thì láo tét. Láo hả? Láo rồi cho ăn đinh ba nha.
nóng rồi, lấy cây rìu luôn. Mình có cái rìu chuyên là chuyên đi săn zombie mà. Này thì zombie nè. Mình có nên đổi tên cái rìu này luôn không ta? Đổi tên là rìu săn zombie là nó hợp lý luôn ấy. Ô, khoan. Mình vô tình va phải vào ánh mắt của một nhóc mèo. Đây là mèo vàng. Được quá ta, ở đây có cá luôn nè. Bắt cá xong mình sẽ thử thuần phục mèo coi. Mèo. Lại đây, anh cho ăn cá nè. Cá tươi rồi rói luôn. Lại đây. Lên đây, chê à. Cá tươi rồi rói luôn. Nè, lên đây đi. Mèo nhát quá à. Mình đi đúng chậm. Không chậm lắm đâu, tại vì mình có cái đôi ủng rón rén nhanh nên đi không chậm lắm đâu. Mình đuổi theo luôn, nóng rồi. Này thì để mình ép không à. Rồi, mình đã thuần phục xong nhóc mèo này rồi. Quá là đã, vậy là bây giờ mình vừa có chó sói mà bây giờ mình vừa có mèo nữa. Qua đây, mèo qua đây. Qua đây, ở chung với chó sói nè. Rồi, qua đây. Ok, ngồi xuống đi. Và có mèo rất là tiện lợi luôn, thì sẽ giúp mình kiểu như là khắc chế những con Reaper. Không có con Reaper nào dám lảng vảng lại đây và nổ banh khu vực này hết, nên là cũng rất là an toàn. Rồi tạm thời thì để cho mấy nhóc này ngồi đó chơi, mình sẽ đánh một giấc cái đã. À mà tính ra là mình đã thu phục mấy nhóc sói này cũng rất là lâu rồi, tuy nhiên là chưa có làm cho mấy nhóc này một cái nơi ở nó gọi là đàng hoàng một xíu. Tạm thời toàn là ở dưới chân của người sắt không à. Thế nên hôm nay là nhân dịp mình có tin mừng là vừa nâng cấp lên giáp Netherite thành công. Thế nên là mình sẽ tặng cho mấy nhóc sói này một ngôi nhà mới. Và ngôi nhà này chắc mình sẽ đặt ở cạnh đây luôn á. Đâu ta? Chỗ nào phẳng? Ở đây nhờ. Đây. Được rồi, chắc ở gần cái nhà người sắt quen rồi nên chắc mình sẽ làm cho mấy nhóc sói ngôi nhà ở khu vực gần đây luôn thôi. Kiểu cho nó quen thuộc. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm ngôi nhà cho chó sói thôi. Ngôi nhà này thì mình sẽ sử dụng cái phần sàn là gỗ bạch dương. Tại vì mình thấy mình khá ít khi dùng cái loại gỗ này để làm nhà luôn. Nên là bây giờ mình sẽ làm dành riêng cho sói ngôi nhà có cái phần sàn bằng gỗ bạch dương nha. Đấy, họa tiết nhìn cũng rất là đẹp. Tiếp theo là phần cột của ngôi nhà thì mình sẽ dùng gỗ sồi. Mình sẽ xây cho cao một xíu đi. Cao ráo thoáng mát cho sói ở thoải mái luôn. Rồi màu này thôi cào vỏ đi. Cào vỏ chắc nhìn sẽ ổn hơn. Như vậy thì nhìn có vẻ hơi tù túng nha. Mình sẽ mở rộng ra bên hông thêm một xíu đi. Mở rộng ra bên hông. Đấy, nhìn có nhà có vẻ thoáng hơn rồi nè. Lỡ ở bên đây thì mình sẽ có thêm kiểu như một cái hàng cửa sổ. Và sau khi chỉnh sửa các thứ đây, bây giờ nhà của sói sơ bộ sẽ có phần khung giống như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu làm phần mái cho nhà của sói thôi. Mình ở cái vùng kiểu như gần cây đước á, nên cái gỗ đước khá là dồi dào. Mình quyết định là làm mái cho nhà của sói bằng gỗ cây đước luôn. Để cho đồng bộ với mấy ngôi nhà mà mình hay xây nữa. Rồi. Xây bằng mái này. No. Không được. Như vậy có vẻ không ổn. Như vậy thì sao? Dùng phiến có vẻ là đẹp hơn nè. Đấy, ít ra phải vậy chứ. Thích nhà, cả ba sắp tới là chuẩn bị có ngôi nhà hơi bị đẹp ở đây ở nè. Rồi sơ qua thì phần mái của sói sẽ có hình dạng như vậy. Nãy mình cũng thấy khá là ưng đó. Giờ thì nói lại ra phía ở đằng sau thôi. Nhưng mà khu vực này thì nhìn có vẻ hơi trống nên mình sẽ nói ngang như thế này. Vậy có vẻ ổn hơn rồi nè. Tương tự ở đây cũng có cái phần trụ ngang đi. Đó, ở chỗ này thì... Ủa, cái này thì phải trang trí rồi nè. Rồi, giờ thì mình sẽ thử gắn mấy cái cửa này vào. Cửa trang trí thôi chứ không có để đóng lại đâu. Trang trí thôi. Mục đích chính là trang trí thôi. Ở đây nên gắn không ta? Ở đây mình nghĩ cũng nên gắn đấy. Sơ qua thì đã xong phim cái phần xây dựng rồi. Tiếp theo là công đoạn trang trí để
đưa sói vào ở thôi. Đi theo nào, sói. Đúng rồi. Chan 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 chan. Ơ, đi đâu vậy? Vô đây này, nhà mới này. Đi vô đi. Ôi, bỡ ngỡ hả? Còn bịn rịn nhóc bên ngoài ha, một xíu dẫn vô sao? Lý do mình dẫn hai nhóc sói này trước là tại vì đây là hai nhóc sói đầu tiên, nên mình dẫn vô trước để mình tránh nhầm lẫn thôi. Đây, dẫn bịn rịn cái nơi ở cũ à. Vô đây đi. Vô đây. Vô nào. Rồi, tạm thời. Vô trong đi, chỗ chắc. Ở trong có chăn êm, nệm ấm, các thứ. Rồi. Và như vậy thì mình đã xong khu vực nhà cho sói rồi nha. Đây, đây chính là sơ qua cảnh quan khu vực nhà ở của sói. Mình trang trí theo kiểu tự nhiên nhất có thể. Và ở phía trên phần mái nhà, mình có tạo một cái điểm nhấn, đó chính là một khúc xương khổng lồ bằng thạch anh. Đó là số thạch anh mà bữa mình xây cái nhà dưới lòng đất còn dư á, mình tận dụng luôn. Nói chung thì cũng khá là ưng mắt đấy. Giờ thì để phân biệt đây là sói con thì mình sẽ... Ủa, cái này màu đỏ cũng như không à. Kiếm cái màu khác, màu vàng đi. Mình sẽ thay đổi cái vòng cổ, mình sẽ cho sói con có vòng cổ màu vàng. Rồi ok, sói con vào nhà được rồi đó. Vào đây. Vô nào. Úi giời ơi, hơi bị thích nha. Trong này là có đủ 3 khúc xương cho 3 sói luôn. Đấy, xong rồi. Giờ chắc mình gom đồ nghề của mình rồi. Tiếp tục công việc trong ngày hôm nay thôi. Và công việc tiếp theo của mình trong ngày hôm nay thì chắc mình phải đi tìm thêm những cái khối. Khối này nè. Khối này có tên là... Cái gì? Ôi chết! Thôi xong rồi, mình đập nhầm cuốc rồi. Xúc tác cuốc. Đấy, khối này rất quan trọng luôn. Để mình tiến hành tạo ra cái biome deep dark phiên bản ở trên mặt đất. Rồi, giờ thì chắc lên đường luôn á. Thường thì mấy khối đó sẽ có nhiều ở trong biome deep dark thôi, chứ mấy biome khác thì không có đâu. Á, trong thành phố cổ xưa. Ủa, tại sao mình không trở lại thành phố cổ xưa để lấy nhờ? Trong đó đúng nhiều luôn. Được. Trở lại thành phố cổ xưa thêm một chập nữa nào. Và chiến này, mình đã trang bị vũ trang là full giáp netherite rồi. Nhỡ mà có gặp mấy cái con hoa đành các thứ, mình sẽ bêm nó, dùng đinh ba phóng vô mặt nó, dằn mặt nó liền. Bữa nay là Lộc đã khác rồi nha. Lộc là hơi bị mạnh rồi đấy. Còn có kiếm bromax nữa này. Hơi bị chất chơi luôn. Bây giờ thì đã không còn những con hoa đành nữa rồi. Kiểu mình đập gần hết mấy cái khối Scoot la hét rồi, nên khá là tự tin khi mà bước vào thành phố cổ xưa này. Nhưng mà... Ủa, cái rùi này loot chưa ta? Ý! Ôi, tính ra bữa mình loot còn sót cái rương này này. Giờ mới phát hiện á. Ôi, có khi nào bây giờ mình dạo lên một vòng nữa, cái mình gặp thêm cả đống những cái rương chưa loot không? Ừ, cũng có thể lắm. Ui, hình như trong đây là cái con... Ủa, cái spawner của con hoa đành hay sao nè. Mình có bao nhiêu cái vật thổ trường sinh ta? Đâu rồi nhờ? Mình nhớ mình còn nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 với cái của mình là 9. Vậy là mình có 9 mạng. Một lần mình đánh cho nó tầm 10 máu đi. 9 x 10, 90. Ui, mình đánh nó được 90 máu rồi ta. Kịp không ta? Có nên bê một con thử ra thị quy với mấy con còn lại không? À, mình nghĩ là không á. Ồ, thay gì mà mình lấy khối xúc tác. Vậy thôi, mình không lấy khối scoop về luôn đi nhờ. Mình lấy khối scoop này về xong mình đặt lên thay thế cho phần đất là được rồi. Còn tìm được kim cương nữa này. Được quá ta. Lại thêm kim cương. Oh gosh. Ủa? Ui, sao mình dính hiệu ứng bóng tối rồi? À, là do khói... Khói này. Rồi luôn, đã chơi là chơi cho tới luôn. Ngon, ngươi xuất hiện đi qua đành. Mình nóng mà, đợi mình xíu, mình lấy đồ nghề ra, mình bêm con qua đành này bữa mới được. Trời, mình chạy đi lấy cây đuốc cắm lên nhìn cho sáng thôi mà con hoa đành này xuất hiện rồi.
Vô, bơi cá, vô, giáp lá cải với con qua đành luôn. Vô, giáp lá cải người luôn. Oh my god. Oh my gosh. Có vẻ là mình vẫn không phải là đối thủ của con qua đạn này. Anh ơi, hồi nãy em lỡ gáy một xíu thôi anh ơi. Ý, hết rồi. Trời ơi, mới đánh với nó có một tí xíu mà bộ giáp hư như vậy nè. Trời đất Phật à. Con qua đàn này đúng kiểu là quái vật khủng khiếp trong phiên bản mới này luôn ấy. Mạnh như vậy mà không phải là đối thủ của nó. Mất trắng số vật tổ trường sinh thôi. Ui toàn thiệt sự. Nói chung là không nên thách thức mấy con qua đàn giống như mình vừa làm nha. Cực kỳ nguy hiểm đấy. Thôi là mình vẫn còn may mắn để chuồn được. Yêu. Ôi giờ mình sẽ tranh thủ mình lấy thêm một ít cái khối scoot này về. Vì cây cuốc mình còn một ít đồ bền đây. Mình sẽ bắt đầu từ chỗ trung tâm trước đi. Từ đây mình sẽ bắt đầu ốp dài ra bên ngoài. 2000 years later. Tạm thời thì mình chỉ ốp đủ bao nhiêu đây thôi. Nhưng mà nói chung thì có vẻ là khu vực này nhìn bắt đầu giống cái biome Deep Dark hơn rồi. Nếu mà mình ốp thành công hết cái khu vực này á, mình sẽ thả cái con qua đành ra cho nó chạy lông nhông ở trong đây chơi luôn. Giống như là mình nuôi con qua đành vậy đó. Mà kiểu nuôi kiểu hành hạ chứ không phải là nuôi kiểu cưng chiều đâu. Ok. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ vào nhà để mình sửa lại cái dụng cụ lấy khối scoot của mình cái. Nãy giờ xài mà chưa có sửa nữa nè. Đây, cho vào. Sửa chữa. Hiệu suất. À, cái cuốc của mình vẫn chưa có hiệu suất nha. Mình sẽ lấy hiệu suất 4 cho cây cuốc của mình trước cái đó. Có cái nào thì lấy cái đó đi. Rồi. Giờ còn thiếu mỗi chầm hỏng thôi đó. Ú, có luôn. Hên vậy. Cậu được ước thấy. Rồi. Như vậy thì cây cuốc của mình đã có thêm chầm hỏng và hiệu suất rồi. À, và sẽ tuyệt vời hơn nếu bây giờ mình có thêm một cuốn hiệu suất 4 nữa. Để nó nâng lên hiệu suất 5 luôn. Đây rồi. Vừa dứt lời. Quả thật là một lần cường hóa may mắn. Như vậy thì mình đã sở hữu được cái dàn dụng cụ có thể nói là VIP nhất game hiện tại rồi đó. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong được cái nhiệm vụ nâng cấp bộ giáp kim cương thành bộ giáp Netherite cực kỳ trâu. Nhưng mà vẫn không chống chịu nổi lại cái sức tấn công của cái con Warren, một con quái vật khủng khiếp của phiên bản 1.19 này. Đồng thời thì mình cũng đưa đàn sói của mình vào trong một cái ngôi nhà đàng hoàng hơn để có thể ở. Trong tương lai thì mèo chắc cũng sẽ có một nơi tương tự giống như vậy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.